chào mừng các bạn quay trở lại với Chola Channel. Và trên bàn của mình đây là hai cái chiếc flycam, chiếc này là chiếc Fimi Mini 3 của Xiaomi, còn cái chiếc này là chiếc Mini 3 của DJI anh em ha. Đấy, chiếc này thì anh em rất là quen thuộc rồi, nhiều anh em thì biết tới chiếc này nhiều hơn là chiếc này. Cái này thì mới ra mắt cách đây tổng khoảng tầm vài tháng thôi, còn con này thì ra mắt hồi cuối năm ngoái ha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ so sánh nhanh giữa hai mẫu flycam này. Thì thực tế thì hai chiếc flycam này thì có mức giá chênh nhau một chút anh em nhé. Con này là con DJI Mini 3 bản đơn như thế này anh em này, một pin và tay cầm thường thì giá ở thời điểm hiện tại là khoảng 8.690.000. Trong khi đó thì con Fimi Mini 3 cũng bản đơn một pin và có tay cầm như thế này thì mức giá là khoảng 7.400.000. Như vậy là nó cũng cách nhau tầm khoảng 1 triệu ha, chênh nhau 1 triệu. Thì mình thấy là cũng là một cái phân khúc giá cũng gần giống nhau, gần ngang nhau, thì mình sẽ tiện ở đây có hai cái máy ở đây thì mình sẽ so sánh thử cho chúng ta xem thử thế nào ha. DJI Mini 3 các bạn ạ. Các bạn thấy ha, hai con flycam Fimi Mini 3 và DJI Mini 3 mình cùng bay để các bạn so sánh chất lượng, cái khả năng mà nó ổn định vị trí của cả hai cái mẫu flycam này. Cái con Fimi Mini 3 có GPS là 38 điểm, còn DJI là 22 điểm. Con Fimi Mini 3 nhạy GPS hơn và nó cho điểm cho cái tín hiệu GPS cao hơn. Mình đang để quay chất lượng cao nhất của Fimi Mini 3 là 4K 60 frame các bạn nhé. Còn DJI là 4K 30 frame là chất lượng cao nhất của con DJI Mini 3. Đấy, chúng ta cùng so sánh chất lượng nhá. Về cái những cái thông số như là khẩu độ, tiêu cự của cả hai thì đều giống nhau, nhưng mà cảm biến của con DJI Mini 3 thì nó nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà con Fimi thì nó lại quay được 60 frame. Mini 3 DJI thì chỉ được 30 frame thôi. Mình nhìn trực tiếp ở trên cái màn hình điện thoại nó truyền về thì mình thấy là về cái độ sắc nét, rõ nét thì nó cũng ngang nhau thôi các bạn ạ, không quá là khác biệt. Còn cái chất lượng trên thẻ nhớ thì mình sẽ quay và cho các bạn xem chất lượng gốc trên thẻ nhớ.
bay thử và cùng với các bạn so sánh chất lượng camera của hai mẫu flycam này, Fimi Mini 3 và DJI Mini 3. Và các bạn cùng xem và các bạn cho mình một cái nhận xét và comment cho mình cùng tham khảo thử ý kiến của các bạn nhé. Thì nó đều là cái dạng flycam mini cả, đều thiết kế cánh gập rất là nhỏ gọn như này. Thì con DJI Mini thì anh em biết rồi, đó là cái trọng lượng chuẩn là 249g, lắp cả pin vào anh em ha. 249g lắp cả pin. Trong khi đó thì Mini 3 nó sẽ nhẹ hơn một chút, nó là 245g. Lắp cả pin vô là nặng 245g, như vậy là nhẹ hơn con này khoảng 4g, cũng không đáng kể mấy. Nói chung là chúng ta cầm hai con này thì cảm giác nó bằng nhau và rất là nhẹ. Về cái kích thước thì anh em thấy là rõ ràng là Mini 3, DJI Mini 3 lớn hơn một chút ha, nhỉnh hơn một chút này. Con này nhỉnh hơn một chút so với con màu cam này. Đó. Tại vì anh em thấy là cái phần camera của con DJI nó dài hơn một chút này, nó lồi ra phía trước một chút. Đấy. Về phía chiều rộng, độ dày của nó thì con Mini 3 nó cũng dày hơn một chút ha. DJI dày hơn một chút. Đây là mặt dưới này, thì chúng ta cũng thấy là DJI là cũng nhỉnh hơn ha. Đó, cái phần đầu của DJI thì nó cũng lớn hơn, tại vì nó cái kiểu thiết kế của nó là như vậy, nó lớn hơn. Còn con này thì cái camera nó ôm gọn vào bên phía dưới ha. Còn cái này thì camera nó hơi nhô ra ngoài, anh em sẽ thấy ha. Nhưng mà nhìn chung thì cũng rất là nhỏ gọn, kể cả như con này thì anh em thấy cũng rất là gọn và tiện lợi khi mà chúng ta đem đi bay, đem đi ra ngoài bay ha. Đó là cái phần kích thước, trọng lượng thì cũng xem nhau, kích thước thì cũng con này nhỉnh hơn một xíu thôi, cũng không đáng kể. Còn về cái chất liệu thì mình thấy là chất liệu nhựa thì nó cũng chất lượng như nhau anh em ạ. Chất liệu nhựa nhám này, cái con này là con Fimi Mini 3, cái chất nhựa này là nhám anh em ạ. Và con này, chất nhựa này thì nhiều anh em chơi thì chúng ta biết rồi, nó từ trước đến giờ là những cái mẫu flycam của DJI nó đều là một cái kiểu chất nhựa như này hết, đều là chất nhựa khá là cao cấp. Và chúng ta cầm vô thì nó chắc tay chứ nó không có bị trơn hay bị tuột. Mình đánh giá là cái phần chất liệu của hai con này là ok như nhau ha. Và là một chiếc flycam phân khúc tầm trung, cũng gọi là gần cao cấp, thì những cái độ hoàn thiện về những cái phần trục so với phần thân lắp ghép thì nó khá là ok. Cả hai con này thì anh em thấy nó làm rất là tỉ mỉ chi tiết ha, cũng không có rườm rà gì nhiều. À, những cái trục nó chỉ khác nhau về phần camera thì lát nữa mình sẽ so sánh kỹ hơn ha. Còn về nhìn tổng thể thiết kế kết cấu thì mình thấy khá là ok ha. Con này, hai con này thì có cái kiểu lắp pin khá là giống nhau, đó là anh em sẽ tháo cái pin ở phía đằng sau ra chứ không phải là nó lắp ở phía trên. Bây giờ mình sẽ bung cánh ra cho anh em coi. Nó bung cánh ra này, khi anh em bung ra thì chúng ta sẽ thấy là con DJI thì nó sẽ lớn hơn rõ rệt ha. Đấy, tại vì cái phần trục cánh á, thì nó cũng dài hơn cái phần trục của con Fimi Mini 3 này, phần trục dài hơn này. Motor thì mình thấy là nó giống nhau ha, anh em thấy là cái kích thước cái motor, anh em nhìn cái kích thước motor nó khá là tương đồng nhau này. Đó, đều là động cơ không trở than, cánh dài hơn này, phần thân cũng nhìn hơn một chút. Và như mình đã nói là viên pin ở đây thì hai con này nó có cái kiểu lắp rút pin là ở phần đằng sau ha. Mình thấy là cái thao tác rút pin của con DJI nó sẽ dễ hơn, nó có hai cái ngàm đằng chỗ này nó rút ra thôi, khoang pin cũng khá là rộng ha. Đấy, thao tác lắp pin của DJI nó dễ và nghe nó ok hơn. Còn trong khi đó thì viên pin của con Fimi này anh em lắp thì nó sẽ lắp và tháo ra thì nó hơi khó một chút, tại ở đây nó có một cái ngàm, nó chỉ có một ngàm chỗ này thôi để ta nhấn vô rút ra, khó hơn so với DJI. Nhưng mà cái này thì cũng không quá là quan trọng lắm về cái cách mà chúng ta tháo lắp pin ha. À, thêm một cái chi tiết nữa đó là về cái nắp gimbal. Đây là thao tác mà tháo nắp gimbal của DJI cũng rất là dễ và nhanh. Còn đây là thao tác tháo nắp gimbal của Fimi Mini 3 cũng rất là dễ. Mình đánh giá là nó giống nhau, ngang nhau về cái việc mà chúng ta tháo lắp cái nắp này. Cái việc mà tháo lắp cánh của hai con này cũng như nhau anh em ha. Đều là tháo lắp ốc này chứ không có phải là vặn và xoay. Thì cái này cũng giống như nhau.
Thêm một nữa là cái phần thân của hai chiếc flycam này nó đều có những cái thiết kế theo cái khí động học để nó giảm tải, giảm đi cái sinh nhiệt và nó giữ cái thăng bằng tốt hơn. Anh em thấy là Fimi Mini 3 này ở đằng trước này, ở phía dưới bụng có những cái khe tản nhiệt, khe thoát nhiệt, và DJI cũng vậy, hai vị trí này ta cầm thì khác nhau rõ rệt luôn về kiểu dáng thiết kế ha. DJI thì những tay cầm này là DJI RC N1, tay cầm của Fimi Mini 3 thì cũng khá là nhỏ gọn và nó kéo dài ra như này để chúng ta kẹp điện thoại. Nói chung là mình thấy là cầm cả hai con này thì nó đều rất là chắc tay ha, cầm nó rất là đầm tay. Con này thì nó cái báng nó rộng hơn thì anh em cầm này nó chắc hơn một tí này, còn con này thì nhiều anh em cũng lại thích cái kiểu này, thích nó gọn, nhỏ gọn. Và trên cái tay cầm của hai con này thì nó cũng có khá là đầy đủ những cái thao tác xoay góc gimbal, chụp hình quay phim ha, và nút return home. Đó. Con DJI thì nó có thêm cái nút nó là thay đổi vận tốc, chế độ bay nữa này, bay nhanh, bay chậm, bay bình thường đó. Cái con tay cầm một phế Mini 3 thì anh em có thể là có thể kéo dài ra và anh kẹp điện thoại rất là thoải mái luôn này. Đó. Còn trong khi đó thì DJI thì với mấy mẫu điện thoại mà kích thước lớn thì anh em sẽ phải tháo hết ốp các thứ ra ha, để chúng ta kẹp mới vừa vào cái khoảng này. Cả hai mẫu flycam này đều không có cảm biến vật cản anh em ha. Như con DJI Mini 3 này thì nó không có cảm biến vật cản, nó chỉ có cảm biến độ cao thôi, cảm biến bụng thôi. Đó. Với DJI thì những cái dòng như Mini 3 Pro, Mini 4 Pro thì mới có cảm biến vật cản anh em ha. Đó, xung quanh không có cảm biến vật cản. Và Fimi Mini 3 cũng vậy, đằng trước đây cũng không có cảm biến, xung quanh hai bên hông đều không có, cũng chỉ có cảm biến bụng thôi. Thì các bạn thấy sẽ là cái con Fimi Mini 3 này nó có cái tầm bay cao, độ cao tối đa của nó là 800m, trong khi đó thì DJI là 500m. Đó là cái độ cao tối đa. Còn cái phạm vi sóng truyền bay xa thì cái con này theo lý thuyết là 9 km của hãng công bố, còn con này là 10 km thì nó cũng xem như nhau. Và cái sóng bay xa này tất nhiên đấy là những cái thông số trên lý thuyết thôi, còn thực tế thì chúng ta sẽ không bay được xa như vậy đâu anh em, nhưng mà thông số như vậy thì chứng tỏ là hai con này có khả năng theo lý thuyết là bay sóng là ngang nhau anh em, một con 9 cây, một con 10 cây thì cũng ngang nhau thôi. Còn cái độ cao thì con này tới 800m lận, rất là cao. Còn về cái viên pin thì anh em thấy là với con Fimi Mini 3 thì có một cái viên pin thường của nó thì nó sẽ bay trong cái thời gian tối đa là 29 phút. Theo lý thuyết 29 phút, còn con này là 31 phút. Nếu như anh em mua cái phiên bản mà combo thì con Fimi Mini 3 này có viên pin Plus là bay 41 phút. Trong khi đó thì con này viên pin Plus của nó chỉ bay 38 phút thôi. Như vậy là nếu anh em mua bản combo thì viên pin combo của con này Fimi Plus thì sẽ bay lâu hơn so với DJI một chút hơn. Còn Fimi thường thì cũng xem như nhau. Các bạn thấy là thao tác chúng ta bật con Fimi Mini 3 này, chúng ta sẽ phải nhấn ở phía dưới bụng của nó có cái nút nguồn. Còn DJI thì chúng ta nhấn nút ở trên đây. Và khi bật lên thì anh em thấy là gimbal của hai con nó sẽ có thao tác kiểm tra và nó ổn định lại hơn. Đây là DJI thì anh em thấy là sẽ có hai cái đèn led ở sáng ở phía trước, hai cái càng trước ha. Đèn báo pin cũng sáng ở trên lưng này. Còn Fimi Mini 3, Fimi Mini 3 có đèn sáng led ở dưới bụng này thôi. Tiếp đến thì một cái nữa mình sẽ cùng điểm qua, đó là cái phần map, phần bản đồ. Đây là một cái phần có thể nói là theo mình là rất khá là quan trọng trên cái app điều khiển ha. Anh em nhấn vào cái bản đồ này. Đó. Thì hai con fly, cái app DJI Fly thì khi mà anh em bay flycam nó sẽ vẽ ra cái đường bay của flycam từ cái điểm xuất phát anh em bay như nào, nó vẽ ra cái đường đi theo ha. Như vậy thì giúp cho anh em có thể là kiểm soát được cái gọi là cái lộ trình bay nó trực quan và nó dễ hơn. Trong khi đó thì Fimi Mini 3 nó chưa có vẽ ra đường bay. Tức là nó chỉ cập nhật cái điểm, cái vị trí hiện tại của máy bay thôi, nó biểu thị bằng cái mũi tên, thì cái đó thì cả hai con đều có, nhưng mà app DJI Fly của DJI thì nó vẽ ra cái đường bay, mình thấy là cái đó là ngon hơn này. Tuy nhiên thì với cái app Fimi Mini 3 thì khi mà anh em mở bản đồ lên thì nó sẽ có cái điểm H là cái điểm Hombon mà nó vẽ ngay trực tiếp ở trên cái màn hình camera luôn. Chúng ta không cần nhấn vào bản đồ để biết được cái điểm H, cái điểm Hombon, mà chúng ta để màn hình camera nó vẽ ngay cái điểm H, chữ H màu vàng ở trên ngay trên cái camera.
màn hình live view á. Còn đối với DJI thì chưa có anh em ha. Cái tính năng đó ở trên Mini 4 Pro mới có, còn riêng dòng Mini 3 thì chưa có được cái điểm hát ở trên cái camera live view. Đó thì rõ ràng là con này thì nó lại có đường bay nhưng nó lại không có cái điểm hát đó, thì mỗi con có một cái ưu điểm nhỏ ở cái phần bản đồ này anh em ha. Về phần mình thì mình vẫn thích là cái việc mà nó vẽ đường bay hơn nhá, tại vì nó sẽ giúp cho anh em kiểm soát flycam tốt hơn. Tiếp theo thì cả hai chiếc flycam này nó đều có cái phần cài đặt trên cùng đây này. Đó thì nó cài đặt về máy bay, về điều khiển, về camera, về các thứ ha. Thì cái phần này mình đánh giá là nó cũng tương tự như nhau thôi, chẳng qua là cái phần bố cục nó của mỗi app, của mỗi hãng thì nó sẽ thiết kế khác nhau đi một chút. Tuy nhiên thì mình thấy là cái phần của con Fimi Mini 3 nó khá là nhiều cài đặt chi tiết hơn, đặc biệt là có cái phần báo cho các bạn cái tình trạng kali này đó, và mức pin, cái phần cài đặt về viên pin của nó thì nó cũng có nhiều mục hơn so với con DJI ha. Mình thấy là cái phần độ chi tiết trong cái phần menu cài đặt của Fimi Mini 3 tốt hơn, nó nhiều cái phần cài đặt chi tiết hơn. Còn lại về cái phần mà thao tác chụp hình quay phim thì mình thấy cả hai cũng như nhau thôi, nó đều ở cái góc bên phải của cái màn hình này. Tuy nhiên thì tiếp tục ở đây thì có một cái nhỉnh hơn ở DJI, đó là khả năng xoay khổ dọc của cái camera. Anh em nhấn vào cái nút này để nó xoay khổ dọc của con camera, trong khi con Fimi Mini 3 không có được cái tính năng đó anh em ha. Một lần nhấn ở trên cái app thôi, Fimi Mini 3 không có cái đó. Bây giờ mình sẽ nói về cái phần tính năng thông minh của hai chiếc flycam này. Thì mình thấy là cái con DJI Mini 3 này nó không có tính năng quay đêm anh em ha. Anh em nhấn vào cái video này thì nó không có cái lựa chọn là quay normal hay là quay chế độ quay night, quay ban đêm. Trong khi đó thì Fimi Mini 3 này, anh em nhấn vô thì chúng ta sẽ có là quay normal, quay super night là chế độ bay ban đêm này. Tức là nó sẽ cho cái ánh sáng nó tốt hơn, lút màu này nhìn nó đẹp hơn ha, và có cả chế độ quay lab trong video, nhưng nó có những cái lựa chọn nhỏ hơn. DJI thì không có chế độ bay đêm, đấy là một cái nhược điểm của cái này so với cái con Fimi. Tiếp đến thì về tính năng thông minh thì con DJI thì nó sẽ có tính năng là quick shot, là tính năng mà có những cái quỹ đạo bay mà chúng ta đã test khá là nhiều về những chiếc flycam DJI rồi anh em ha. Bay cycle hay là rocket hay gì đó anh em ạ, có 4-5 cái gì đó. Trong khi đó thì Fimi Mini 3 thì phần tính năng thông minh của nó thì nó sẽ có là tracking anh em ha. Em này, tính năng smart track là tracking này. DJI không có tracking nhá. Con này có tracking này, tức là follow theo sau đối tượng này. Và bên cạnh đó thì có khá nhiều tính năng thông minh khác nữa, waypoint rồi orbit bay cowlock các kiểu này. Đấy. Có tới là hơn 10 cái tính năng bay thông minh, bao gồm cả tracking. DJI thì chỉ có quick shot thôi, tức là nó bay theo những quỹ đạo có sẵn rồi. Như vậy thì mình thấy là cái phần tính năng thông minh của Fimi Mini 3 nó ngon hơn hẳn so với DJI anh em ha. Có tracking là ngon hơn rồi. Nhiều anh em là chúng ta là rất là thích tính năng tracking theo sau, thì con Fimi có, DJI không có. Ngoài tính năng đó thì nó có thêm những tính năng thông minh bổ trợ cho cái việc quay hay là sử dụng ví dụ thiết thực khác nữa. Con này hạn chế về mặt tính năng hơn.